Rồi. Ok. Ôi khổ tập. Bây giờ mình học cái mới ha. Mình học cái mới. Đây. Phương thức lập trình. Phương thức lập trình hướng đối tượng. Khái niệm về hướng đối tượng. À, tạo đối tượng nè. Thêm thuộc tính phương thức nè. À, lớp nè. Định nghĩa lớp nè. Browser Object Model nè. Thì trong quá trình cô sẽ hướng dẫn các bạn về cái object này. Thì cô sẽ chỉ cho các bạn một số cách các bạn học bài luôn. Ok. Đấy. À, ví dụ như là chúng ta sẽ học so sánh cái code cũ và code mới. À, với các object như thế nào. Đúng không ạ? Và tài liệu các bạn đọc á thì ở trên W3 School nó tương đối đầy đủ. Ok. Và các bạn học JavaScript, các bạn click chuột vào JavaScript, các bạn mở trong JavaScript. Thì JavaScript nó sẽ hướng dẫn các bạn rất nhiều thứ, ví dụ như cái này object, hàm, object. Đó, ví dụ như vậy. Mà. Đúng không ạ? Rồi là các cái method, ok. Rồi. Rồi có một số so sánh giữa version ES5 và version ES6 đúng không ạ? Rồi JavaScript version nó cái gì? Ta mở ra cho các bạn coi các bạn học ha. Đó. Ok. Được chưa? Đấy thì cô sẽ chỉ các bạn đọc bài. Đây ta coi nè, JavaScript mà object đâu? Đây object. Object đây. Function check đây chưa. Thì trong quá trình giảng thì có chỗ nào mà chưa rõ hoặc là cần nói kỹ thì cô sẽ nói. À, các bạn yên tâm là cô có ghi lại rồi thì các bạn có thể coi lại để hiểu rõ hơn. Thì đối tượng thì nó chính là một cái thực thể hay là một cái đối tượng thực trong cuộc sống, ta gọi là real life object. Thì nó gồm property và method, là thuộc tính và phương thức. Thì thuộc tính là những cái đặc điểm của cái đối tượng đó, còn phương thức là những cái hành vi được gắn với đối tượng. Ví dụ như xe hơi thì nó có các cái thuộc tính mà gắn với đối tượng là thuộc đặc điểm của đối tượng đó là nó xe hơi thì có tên, có cái model, có cân nặng và có màu sắc chẳng hạn, ví dụ như vậy. Còn cái phương thức tức là cái hành vi hay là chức năng, tức là nó là động từ các bạn, chức năng hoặc hành vi. Ví dụ một số cái liên quan khái niệm thì nó có thể là chức năng, hành vi, hành động. Ví dụ như xe hơi thì có start là để khởi động, drive là lái, brake là thắng hay là dừng, thắng, brake, stop là dừng, tắt máy, stop là tắt máy, đúng không ạ? Được chưa? Ví dụ như vậy thì nó cái này là phương thức nó sẽ gắn với cái đối tượng. Thì cái lập trình hướng đối tượng nó có bốn cái tính chất ha, bốn cái tính chất. Tính chất thứ nhất là đóng gói. À, đóng gói là gì? Nó sẽ chỉ bao gồm thuộc tính và phương thức của cái đối tượng đó thôi. Nó không có lưu trữ thuộc tính của một đối tượng khác. Nó cũng không có lưu trữ cái phương thức của một cái đối tượng khác, mà nó chỉ gồm các đối tượng, các phương thức và các cái thuộc tính của đối tượng đó, và nó có cái tính chất là bảo mật, gọi là private. Nó dùng cái bộ truy xuất để nó cho phép cái đối tượng ngoài có được quyền hay là cấp quyền hay không cấp quyền cho một đối tượng ngoài truy xuất xuất vào đối tượng đó, các thành phần của đối tượng đó, đúng không ạ? Thuộc đặc điểm thứ hai, cái tính chất thứ hai của lập trình hướng đối tượng đó là object trừu tượng, object trừu tượng. Đó. Nó cho phép các bạn có thể cho một cái đối tượng có những cái phương thức mà nó trừu tượng, phương thức mà thậm chí không biết nội dung, không có nội dung,
để cho phép khi mà có một đối tượng khác mà kế thừa hay sử dụng nó, thì người ta bắt buộc người ta phải làm rõ nó ra, ta gọi là trừu tượng, áp chắc. Tính chất thứ hai, tính chất thứ nhất là encapsulation, là bao đóng hay là đóng gói. Tính chất thứ hai là áp chắc, là trừu tượng. Tính chất thứ ba là kế thừa, inheritance, là kế thừa. Tức là nó có thể thiết kế cho phép là một cái class kế thừa class khác. Tính chất thứ tư là polymorphism. Morphism là đa hình. Đa hình. Đa hình là nhiều hình thái, nhiều hình. Đúng không? Khi thì là cái này, khi thì cái kia. Cái này thì áp dụng ở trong cái kế thừa. Áp dụng cho các class kế thừa. Thường là như vậy. Ok. Tuy nhiên là có một cái loại đa hình nữa là một cái tính chất của lập trình hướng đối tượng, nó cũng nhắc đến đa hình. Đó là tính chất gọi là overloading. Cái này tôi sẽ nói sau ha. Ok. Đấy. Cái này là ta là cái gì ạ? Cái này là object hay là class ở trong JavaScript. Đúng không? Cái này là cái khái niệm OOP. OOP là Object Oriented Programming. Programming là lập trình hướng đối tượng ha các bạn. Object Oriented Programming. Ok. Đó. Ok. Nó gồm cái này được gọi là thuộc tính, cái này được gọi là phương thức. Okay. Trong JavaScript thì đối tượng thì nó có nhiều cách để khai báo ha. Đây. Nếu như các bạn khai báo cái này thì nó được gọi là một biến. Còn khai báo như thế này thì nó được gọi object. Object thì có nhiều cách khai báo. Ta sẽ có những cách khai báo object như sau. Đây. Next cái này đi cho nhìn cho dễ ha. Đây, phương thức lập trình hướng đối tượng. Đây, lập trình hướng đối tượng. Ok, cô vừa nhắc xong. Hay con mèo, con voi, đó là một đối tượng thực trong cuộc sống. Đúng không ạ? Nó sẽ có đặc điểm và phương thức, đặc điểm và cái hành vi, phương thức của nó. Lớp là tập hợp nhiều nhiều cái đối tượng, nó sẽ tạo thành cái lớp đối tượng chung. Đúng không ạ? Lớp những con voi, lớp những con mèo. Những con mèo này khác nhau về màu sắc, cân nặng vân vân, con voi cũng vậy, vì như thế. Ok. Tạo đối tượng ở trong JavaScript. Thì trong JavaScript thì ta có cách tạo đối tượng như sau. Đây, cô sẽ new một cái các bạn demo ở đây luôn ha. Object demo. Đây. Ta có cách khai báo object như sau. Cách khai báo thứ nhất đó là ta dùng cái lớp dùng dùng lớp object có sẵn của JavaScript. Thì trong ngôn ngữ lập trình Java hay là một số ngôn ngữ lập trình khác thì nó cũng có cái lớp object này. Có lớp object này. Được chưa ạ? Cái cách khai báo là var myObj gắn bằng new object. Thì bản thân cái myObj bây giờ đã là một cái đối tượng rồi. Để biết là nó có phải đối tượng hay không, ta có thể alert cái này. Tức là type of, kiểm tra cái kiểu của nó là kiểu gì.
Bây giờ chạy thử nha. À, nó là object này các bạn. Đây, ví dụ như bây giờ cô để nó là số 5. Trời ơi. Số 5. Nó sẽ là kiểu number. Thấy không ạ? Cô để là chuỗi. Đó, thì nó hiểu là string. Đấy. Nhưng cô để là new object thì nó hiểu là đối tượng. À. Được chưa? Nó chính là một cái object. Thấy chưa? Đấy. Thì bây giờ và bản thân là cái my object này nó là đối tượng. Ok. Được chưa? Ok. Tiếp nha. À, bây giờ cách khai báo thứ hai. Khai báo object. Đó là va à my obj1 gắn bằng. Đây. Thì bây giờ my obj1 cũng là object. Khai báo mảng là như này các bạn. Và array sẽ bằng mốc vuông sẽ là mảng. Trong JavaScript, mốc vuông sẽ là khai báo mảng. Còn cái này mốc nhỏ sẽ là khai báo object. Đây. À, và tôi có thể dùng cách khai báo đơn giản như thế này. Các bạn nhìn nha. Varchar bằng cái này flat model. Thì khi để tôi khai báo là cái xe của tôi có cái kiểu là flat, model là 500 và màu là màu trắng. Đó, thì cô vừa tạo một cái object là car. Ok, đây có một cách. Được chưa? Đấy, định nghĩa object cách khác. Đúng không ạ? Đấy, hoặc là như này viết xuống dòng, cũng là cái này nhé, enter xuống dòng nó sẽ là cái này. Được chưa? Đó. Thì những cái này được gọi là những cái property. Giống như các bạn là va sinh viên SV gắn bằng đó, name đúng không ạ, ID kiểu như mã sinh viên là cái gì đó, giống như là PS0001, tên sinh viên là gì đó, được chưa, ví dụ là Nguyễn Văn A vậy. Hay là rồi ngày sinh đó, 11/11/2001 ví dụ như vậy. Ok, thì cái này nó sẽ là đối tượng, SV sẽ là đối tượng đó, còn cái này sẽ là thuộc tính. Dạ, thuộc tính của đối tượng. Ok đó, cách khai báo thứ hai của đối tượng, được chưa? Ok. Rồi. Có một cách khai báo thứ ba nữa. À, cái này nó không nhắc tới. Có cách khai báo thứ ba nữa. Đây, cô sẽ chỉ những cách này, bây giờ chắc là ít người dùng. Đúng không ạ? Ít người dùng. Cô sẽ chỉ các bạn cách khai báo thứ ba. Đó là các bạn tạo một cái mẫu. Đây, khai báo thứ nhất, thứ hai, đây có hai cách khai báo như này. Cách khai báo thứ ba là ta sẽ tạo một cái mẫu và tạo object. À, ví dụ tôi tạo một cái mẫu là function,
là sinh viên. Đó. Ở đây ta có mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh. Đó. Và ta có đít chấm mã bằng mã. Mã bằng mã. Đít chấm tên bằng tên. Đít chấm ngày sinh bằng ngày sinh. Ok. Đó. Thì tôi vừa tạo một cái mẫu, trong đó tôi có ba cái thuộc tính. Thật ra cách này là cách tạo cũ rồi. Cách tạo cũ ha, các bạn sẽ thấy là bây giờ người ta sẽ ít tạo như này. Đó. Và bây giờ tôi sẽ muốn tạo một object thì tôi sẽ có va mysv gắn bằng lưu sinh viên. Đấy, tôi truyền vào là ví dụ như PS00001 đó, Nguyễn Văn A, và ngày sinh là 1 tháng 1 năm 2001, ví dụ như vậy. Thì tôi đã tạo được một object, cái này là cái mẫu, à người ta không gọi là class, và cái hàm mẫu. Và cái này tôi tạo một object dựa trên cái hàm mẫu này. Đó, có rất nhiều cách tạo. À, tuy nhiên vẫn phải nhắc thêm là trong cái ngôn ngữ lập trình mà JavaScript mới, JavaScript mới nha. Đây. Rồi coi tình hình lớp mình học sao rồi. Được 29 người. Có ai không được điểm danh, chưa được điểm danh không các bạn? Ai mới vô lớp mà không được điểm danh không? Lực Pro. Lực đã điểm danh chưa? Các bạn chưa điểm danh, nhắn cho cô để cô điểm danh nhá. Chát 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 để cô điểm danh nha. Nhớ nha, không các bạn mất mất buổi ha. Rồi. Ok, Trọng Khánh. À, tôi thấy vô nhiều mà chưa thấy ai điểm danh. Ừ. Alo, alo, Thanh Trung hả? Nguyễn Thanh Trung. Coi. Lâu lâu các bạn đảo đảo qua lại cho đỡ quên ha. Ok. Thanh Trung chưa điểm danh. Rồi ok. Điểm danh rồi nhá. Thanh Trung rồi, có ai nữa nhắc luôn. Rồi, đã điểm danh cho Thanh Trung. Như Kha. Vào Kha rồi. Lực. Lực rồi. Ok. Ai chưa điểm danh cứ nhắc ha. Rồi, Trung ok. Chưa. Rồi, ta quay lại bài nè. Rồi, ta đang nói đến cái object đúng không các bạn? Đấy, bây giờ tao coi chỉ các bạn một cái đây để chỉ cho các bạn cách nghiên cứu cái mới ha. Thì trong này sẽ hướng dẫn các bạn một số cách cơ bản. Ok, đâu. Đấy, một số cách cơ bản trong object các bạn khai báo và các bạn truy xuất. Thì ta quay lại nha. Quay lại cái cách khai báo tiếp theo nào, cái này tí nữa cái hàm để tí nữa tôi nói sau. Function. À, ta có cái version, nói đến cái version của JavaScript. Đó. Thì version của JavaScript thì nó có rất nhiều version. Đây. Ví dụ như nó có những cái version cũ. First edition version 1 nè. Version 2, version 3, version 4. À, và hiện tại là ví dụ như cái version 5. 5.1 đúng không? 5 là bản 2009 đúng không ạ? Nó thêm một số cái mới. Đây, nó thêm cái support creation nè. String thì là chấm chim, cái hàm chim là hàm cắt cắt chuỗi, cắt cắt khoảng trắng đầu cuối. Hàm mảng mảng cũng thêm một số iteration nè. Đúng không?
bản 6 thì nó thêm nhiều thứ, nó thêm từ khóa let và constant nè, constant nè, đúng không ạ? À, có cái tham số ngầm định nè, default parameter value nè, đây một số cái mới. À, ngoài ra bản 2016 thì nó có cái hàm số mũ hai số nhân á, nhân nhân lý thừa, cái prototype đấy. Hàm 2017 thì nó thêm một số cái và 2018 thêm một cái, và hiện tại đã có cái bản 2019 rồi, ghê không, ghê, các bạn thấy ghê không? Đó, đã có bản 2019 đúng không ạ? Thực ra regular expression nó có rồi, và thêm một số cái mới ha, cái này thêm một số cái mới, và hiện tại là đó đã có bản 2019 rồi đó các bạn. Một số cái browser support nè là Chrome, Firefox, IE đúng không? Bản cái này cũng Chrome, S7 thì có Chrome và Opera thôi. Đó. Đó, S8 ấy, đó mấy cái bản này các bạn coi. Và ta thấy nó khác nhau cái gì? Các bạn sẽ nhìn thấy nha. Ví dụ như bản ES5 thì nó có một số điểm khác là cái gì? Sử dụng một số thứ, đúng không? Test.now, đúng không? Ok. Index of, một số cái mới. Ok. Nhưng mà nó chưa mới bằng cái bản 2015, bản S6. À, nó có recent đấy các bạn nha, recent parser. Ok. Rồi. Bản 2016 nó có nè. 2015 là các bạn nhìn nha, có một số cái mới nè. Và nó có cái class hay lắm các bạn nha. Đây nè. Cái object của mình khi nãy á, cái hàm cũng viết khác mà. Bây giờ nó có class. Đúng không? À, bình thường cái khái niệm class các bạn thấy là nó sẽ chỉ có ở trong đâu ạ? Trong Java hay là một số ngôn ngữ chính thống thôi, hay là PHP. À, nhưng mà ông này bây giờ ông thêm cái class vào đây. Ông thêm cái class vào đây. Ông hay chưa? Đó. Và các bạn thấy là rất nhiều cái ngôn ngữ, cái framework sau này, ví dụ như React Native, React JS hay là Node.js, nó viết dựa trên cái JavaScript thì nó viết theo cái kiểu mới này. Cho nên các bạn quen với kiểu mới này thì các bạn sẽ dễ đọc tài liệu hơn. Và các bạn cứ yên tâm là như này. Các bạn nếu các bạn mà viết JavaScript, thậm chí các bạn học web, sau này các bạn hoàn toàn có thể viết được các cái ứng dụng của mobile, mobile. Ok. Đấy, không giới hạn là các bạn chỉ làm web không thôi, mà các bạn hoàn toàn có thể làm được các ứng dụng của mobile. Đấy, rất là hay. Cho nên là cái khả năng mà nghề nghiệp của mình á, nó cũng tăng lên. Đấy. Ok. Class này. Con chapter này. Rồi, có ai có câu hỏi gì không? Alo. Ok. Rồi, tiếp ha. Đây. À, và bây giờ cái object của ta bây giờ nó lại thêm một cái mới. Bây giờ thay vì, các bạn sẽ thấy nha, thay vì ta sẽ viết là đâu rồi? Thay vì ta sẽ viết một cái mẫu như này thì ta viết luôn cái class, phải không các bạn? Class, tên class. À, ví dụ như là ta có sinh viên SV, đúng không ạ? Đấy, là viết khác rồi ấy nha. Rồi, ta có là constructor. Các bạn viết này các bạn sẽ thấy giống giống PHP nha. Constructor. Đây, đối số. Ta có thể truyền đối số vào. Ok. Đấy, ví dụ như cô muốn truyền cái gì constructor thì các bạn thấy biết rồi. Ví dụ như SV cô có là mã, cô có là tên, cô có ngày sinh. Đó, ok. Đấy các bạn, sau này các bạn ở đây có thể viết là đít chấm gì đó. Mã bằng mã. Mã, xin lỗi, mã. Hai chấm mã. Phẩy. À, tên. Hai chấm tên. Rồi gì nữa? À, ngày sinh. Hai chấm ngày sinh. Okay. Khoan, cái này lỗi chờ xíu ha. Rồi. Tôi cứ đít.
Tích bằng. Đấy, cái này viết theo kiểu object của thằng kia. Haha. Viết theo object của thằng kia. Chấm phẩy. Đấy, các bạn thấy nó hoàn toàn nó giống với cái gì ạ? À? Cái PHP. Đấy, các bạn thử mở cái PHP ra, các bạn thử coi là biết liền ha. Đi chấm ngày sinh bằng ngày sinh. Ok. Rồi, chờ cô xíu ha. Rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể gì ạ? À, tạo cái đối tượng. Tạo giới đối tượng. Ok. Rồi, chờ cô xíu. Ninh ơi, trật tự được không? Sao hai đứa nó ồn dữ vậy? Thằng Ninh đồ để hai cái Vinamilk này vào trong cái này. Sao kỳ cục, nó đang mẹ đang dạy học mà hai đứa là môn ồn nó ào trong gì trời? Im chưa? Có ai vừa bị răng ra, cô bị văng rồi. Alo. Tiếp nha. Đâu rồi, đến đâu rồi, đây. Tao có thể tạo. Tạo class đây. Tạo object ha. Và SV1 gắn bằng new SV truyền đối số vào. Nó có, các bạn thấy là nó có ba cái đối số này. Đấy, any tức là các bạn không có giới hạn kiểu, chứ các bạn truyền cái gì cũng được. Được chưa? Kiểu 11. Đấy. Như vậy. Ok. Đấy. Tức là bây giờ các bạn học cái mới. À, cái mới thì nó sẽ thay vì ta viết giống cái cách cũ của cô. Thật ra cách cũ vẫn chạy nha các bạn. À, cái này nó vẫn chạy được, vẫn ok. Version cũ vẫn chạy được và version mới cũng chạy được luôn. Đấy, cũ mới thì đều chạy được. Nhưng bây giờ người ta sẽ viết theo cách này. Đúng không ạ? Viết theo cách này. Ok. Rồi. À, default parameter value. Cái này thì thôi, cái này cũng khỏi. Chưa nói vội ha. Ở đây mà số mấy. Đấy. Thì các bạn hoàn toàn có thể viết cái hàm, viết cái function vào đây. Viết cái hàm. Ngoài constructor thì các bạn có thể viết cái hàm vào đây. Ví dụ như là tôi viết là một cái hàm gì đó. Đúng không? Ví dụ như là ví dụ như là function show thông tin ha. Show info. À, các bạn có thể là bằng viết, có thể viết như này function đó. Ok. Ê khoan, lỗi sao lại lỗi chữ va, bỏ bỏ chữ va này đi. Ok, viết cái hàm như này hoặc là các bạn bằng, đây là cách cũ nha, cách mới nè, show info bằng, cách mới nè, viết hàm arrow function đâu. À, đấy. Đấy là viết theo cách cũ là viết hàm. Bây giờ hàm có thể có một cách mới là viết như này cũng được luôn. À, thì cái này được gọi là method. Chưa? Rồi, tóm lại. Tóm lại. Cô vừa hướng dẫn các bạn viết cách khởi tạo các object như sau. Đây là một cách khởi tạo từ cái đối tượng object có sẵn. Cách thứ hai là khởi tạo bằng hai dấu mốc nhỏ. Cách thứ hai cũng khởi tạo bằng hai dấu mốc nhỏ. À, giống ở trên, chỉ có điều là cái này là các bạn có các thuộc tính rồi, gán sẵn thuộc tính, còn đây là chưa có gì. Cách thứ ba là tạo một cái template, ta gọi là tạo một cái mẫu. Mẫu này tạo bằng cái function. Và tôi khởi tạo một đối tượng sinh viên dựa trên cái mẫu này. Ok. Được chưa?
Và cách thứ tư, cách này là cái version mới, cái này là ES6 tạo class. Đấy, cái ES6 này, cái này nó sẽ thân thiện các bạn hơn, bởi vì các bạn đã học ngôn ngữ Java rồi. Học ngôn ngữ Java rồi thì bây giờ các bạn làm sang cái JavaScript mà viết bằng class, các bạn sẽ thấy gần với Java. Và nếu sau này các bạn học với PHP thì các bạn thấy là tạo class trong PHP nó cũng tương tự như vậy. Thì các bạn có thể vào đây, các bạn mở, các bạn coi. Đấy, trong PHP. Đấy, PHP. Các bạn coi cái class trong PHP. Đâu? OP nè. Đây, class object nè, thấy không? PHP OP nè. Đấy. Class trong PHP, class nè, cách cách viết giống nha. Rồi chưa? Chưa hết. Đây, có constructor nữa cơ. Cái này function nha. Cái này là cái phần hàm nha, viết cũng gần giống nè, nó khác có chữ đô la trước thôi. Chưa, chưa, nó có cái con constructor nữa. Đây, con constructor bấm xuống dưới này cho nhanh. Rồi con constructor đi constructor đó. Con constructor nè. Rồi. Ủa? Constructor sao không thấy, nói con constructor trời. À đây đây đây. Đây. Con chắc này. Là đối số này. Được chưa? Đấy gà nè. Đấy, con chắc. Ok. Đấy kiểu viết nó giống. Ok. Đây, anh này tương tự như vậy. Viết cũng gần gần giống như vậy. Đấy cũng con chắc tơ. Chưa? Ok. Còn chắc được chưa, tương tự như vậy thôi. Đấy. Thì sẽ gần với các bạn hơn, cách này là gần với các bạn hơn. Lưu ý là sau này bài các bạn ấy, các bạn viết thì các bạn viết theo cách nào tôi cũng chấp nhận, cũng chấp nhận nha, viết bằng cách nào cũng được. Đấy, các bạn thấy thuận tiện. Thì bây giờ là đây là mới khai báo object thôi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn nè, khai báo thuộc tính và phương thức ở trong object đấy nha. Đây là mới khai báo object thôi. Bây giờ ta sẽ khai báo thuộc tính và phương thức ở trong object. Được chưa? Đó, ví dụ nếu khai báo bằng cách này thì ta chỉ khai báo được một object. Hiểu không ạ? Một object thôi. Đây. Vậy muốn khai báo phương thức thuộc tính. Đây, thuộc tính nào. Thì ta sẽ làm thế này, myObj chấm, ví dụ như tôi có thuộc tính là màu sắc, hay là cái này là tôi để lớp học đây, tên lớp, mã lớp gắn bằng, ví dụ như là LTWD 15202 đó. Đấy, OBG, my OBG, tên lớp chấm tên lớp gắn bằng lớp web 15202 như vậy đó. Thì đó là khai báo cái thuộc tính theo cách thứ nhất. Và lưu ý là khai báo cách này thì mỗi lần các bạn chỉ khởi tạo được một object, đúng không ạ? Đây, khai báo với cách dưới cũng vậy, mỗi lần các bạn khai báo được một object, một object. Ok, ta sẽ có là gì, myobj một cũng chấm thuộc tính drop 1 gắn bằng cái gì đó số 5 chẳng hạn, giống như vậy. Mỗi lần nó khai báo được một object thôi. Còn cái này thì đã khai báo và gán giá trị sẵn vào đây luôn rồi, object sẵn vào đây luôn rồi. Thì tôi không cần gán nữa. Đó. Còn cách dưới thì đây, khai báo cái mẫu và tôi gán thuộc tính, đây là ba thuộc tính, khai báo ba thuộc tính mà mỗi thuộc tính tôi gán giá trị cho nó là bằng cái đầu vào của tôi, đối số đầu vào. Cái này đấy, đây cũng là thuộc tính, ok, đã khai báo rồi.
thông qua con chắc tờ. Ok, được chưa? Đó. Rồi, đó là vừa khai báo thực tình xong. Bây giờ ta khai báo phương thức. Phương thức. Ha. Đấy. Khai báo thuộc tính xong. Đây nhá. Thuộc tính. Đó, tên thuộc tính chấm giá trị, ok. Đấy. Truy cập thì cũng tương tự chấm thôi. Ok. Rồi, thêm phương thức. Đây. Phương thức đây là cách viết theo cách cũ ha. Đây, phương thức. Thì ta sẽ khai báo cũng tương tự như vậy. My OBG. Chấm. Ví dụ như là mã lớp, tên lớp đúng không? Rồi. Như cái này có thể là xuất thông tin. Xuất thông tin sẽ gắn bằng function. Ok. Trong này là do something, viết cái gì đó. Viết gì cũng được. Được chưa? Thì các bạn thấy nè, tôi chỉ khai báo cái tên phương thức thôi. Và khi tôi khai báo thì nó không có dấu mốc nhỏ, mốc tròn này đâu nha. Mà nó sẽ bằng function. Function này các bạn thấy nè. Các bạn nhìn nha. Cách viết của một function, thông thường ta sẽ viết là tên function, từ khóa function. Cái này sẽ là tên của function. Sau đấy mới đến mốc tròn. Sau đến cái đối số. Tuy nhiên, tại sao viết function ở đây lại không có tên? Tại sao viết function ở đây lại không có tên? Thì tôi sẽ nói như thế này. Cái này gọi là hàm ẩn danh, tức là hỏng tên, hàm không tên. Và cái hàm này nó thực hiện chức năng, và cái tên của hàm sau này nó sẽ gán bằng cái tên này. Đó, nó gán bằng tên này. Thì cái hàm mà được viết ở sau này nè là được gọi là hàm ẩn danh. Tại vì tôi không cần đặt tên, tôi đặt ở đây rồi. Ở đây tôi không cần đặt nữa. Thì cái này gọi hàm ẩn danh, hay ta gọi là anonymous function. Thì trong Java nó có một khái niệm là anonymous class, là lớp ẩn danh á. Class ẩn danh nó cũng tương tự như vậy, tức là không có tên, đúng không ạ? Đấy, thì có thể một số bạn sẽ nhìn thấy nó hơi là lạ, hơi là lạ. Ở đây là cách viết mà trong một rất nhiều ngôn ngữ người ta sẽ viết như vậy, hiểu không ạ? Đấy, cái hàm không có tên. Ví dụ ở dưới này cô viết cái hàm cũng vậy, hàm này cũng không có tên, các bạn thấy không ạ? Ok, được chưa? Đấy, còn khi hàm độc lập đứng một mình thì tôi phải đặt tên cho nó thì mới gọi được hàm, không đặt tên sao gọi, đúng không? Nhưng mà ở đây là nó đã đặt tên đây rồi thì chỗ này ta không đặt tên nữa. Ok, thì đây là phương thức. Cái này là phương thức ở trong JavaScript. Thì tương trong cái object tương tự, cái dưới cũng vậy, cái dưới cũng muốn tạo phương thức thì cũng tương tự. Cái này tạo tạo phương thức cũng phương thức thì đây, phương thức thì cái này có ví dụ rồi ha. Là tên phương thức là ví dụ như là xuất thông tin. Xuất thông tin hai chấm function. Đúng không? Cũng được luôn ha. Đây. Đây. Coi lại tí nhỉ, cho chắc ăn này các bạn. Thấy lỗi lỗi là nghi nghi rồi. Object của tôi đây rồi. Đây. Function. Đúng rồi, thiếu dấu phẩy thôi. Thiếu dấu phẩy nó báo lỗi. Đó, ok. Đấy, do something ở đây. Hàm mà, nó viết cái gì đó ở trong hàm. Hoặc là các bạn viết là xuất thông tin. Hai chấm, rồi móc tròn, rồi mũi tên, rồi móc nhọn. Cũng được luôn. Nó khỏi lỗi thì để dấu phẩy thì nó không có lỗi. Đấy. Đây, xuất thông tin, do something. Ok. Được chưa? Đấy, hai cách viết nha. Nếu viết hàm như này cũng được. Họ viết hàm như này cũng được, cái là arrow function, tức là bằng cái mũi tên. Viết như này cũng ok luôn. Đây, đây là cách viết mới ha, cái này cách viết cũ thế thôi. Đấy, ở đây là trong cái object khai báo kiểu này. Còn object khai báo kiểu này thì ta sẽ có gì đó, dit chấm xuất thông tin gán bằng function cũng tương tự như vậy. Đây. Do something. Do gì đó. Được chưa? Được chưa? Đấy, thì cũng vậy thôi. Ok.
Rồi. À, anh này thì đấy cũng đấy là method. Hàm method được chưa? Đấy, cũng là do something, viết gì đó trong này. Viết gì đó. Ok. Đó. Gì đó. Ok. Xong chưa? Đó là cách khai báo nha. Cách khai báo cái object. Viết kiểu nào nó cũng ăn, viết kiểu nào nó cũng vô ha. Rồi tiếp. À, bây giờ ta đến cái phần truy xuất. Truy xuất. Rồi viết mãi cho phương thức ha. Đây là cách viết cũ nè các bạn. Ok. Bây giờ gọi đến phương thức nào. Gọi đến thuộc tính và phương thức. À, ta sẽ gọi như sau. À, tạo khuôn mẫu thì cái cô đang làm. Tạo khuôn mẫu thì cô đang làm. Thầy đã là cô sẽ không nói nữa ha. Ok. Giống nhau thì ta tạo khuôn mẫu là lớp chung. À, định nghĩa giống cô làm khi nãy. Được chưa? Màu hoa, cánh hoa, function, ok. Đấy, ý chắc cái cô làm cái này cách cũ ha, cách cũ, cách mới người ta ít làm này lắm, không làm nữa thì viết nó dài dòng. Dùng class nó ngon hơn. Đúng không? Gần thực tế, gần với các bạn hơn, các bạn dễ học hơn. Nhiều bạn mà ngày trước cô dạy bằng cái cách này á, các bạn không hiểu. Các bạn không hiểu tại sao lại tạo cái function, xong lại new được cái function này. Thực ra nó là cái mẫu ha các bạn. Rồi, tiếp nha. Truy xuất nè. À, ở trên này truy xuất thì ta sẽ chấm thôi. Được chưa ạ? Document.write hiển thị là gì ạ? Muốn hiển thị là mã lớp 2 chấm bằng cộng với myobj chấm mã lớp. À, vậy thôi các bạn. Xuống dòng cái nữa. Ok. Đó. Đấy, tên lớp. Truy xuất từng phần tử. Đấy, còn nếu các bạn mà gọi tới cái hàm thì hàm này mà không trả về giá trị hàm nó cũng có hai loại ha. Trả về giá trị và không trả về giá trị. Hàm này mà xuất thông tin thì các bạn chỉ cần gọi tên hàm thôi. My operi chấm xuất thông tin mở ngoặc tròn chấm xong. Đấy, cái này là gọi hàm. Gọi hàm thì phải có móc tròn. Tại vì khi khai báo thì không có, tại vì móc tròn tôi để đây. Nhưng khi gọi hàm thì phải có móc tròn, không là lỗi. Đấy. Thuộc tính thì không có dấu móc. Mà hàm thì phải có dấu móc tròn. Đúng không? Ngoặc tròn. Ok. Tương tự cho dưới này cũng y chóc như vậy luôn. Đúng không ạ? Đấy, tôi muốn mà truy xuất vào mã thì tôi có gì đấy ạ? Document.write tôi lấy SV chấm mã. Ok. SV chấm mã thì lấy anh này. Đúng không? SV chấm tên thì lấy anh này, SV chấm ngày sinh thì lấy anh này. Cái này cũng tương tự như vậy. Ok. Rồi. Và dưới này cũng như thế. Cũng như thế, cũng chấm thôi. Nhưng mà cái này không phải là lấy sinh viên chấm mà ta lấy my SV chấm, tại vì cái này mới đối tượng. Cái này chỉ là cái mẫu thôi, cái định nghĩa thôi. Cái dưới này cũng vậy, tôi sẽ lấy SV1 chấm chứ tôi không lấy SV, bởi vì SV nó chỉ là cái mẫu thôi. Đúng không ạ? Nó chỉ là cái lớp định nghĩa. Đúng không ạ? Cái định nghĩa. À, có cái này mới đối tượng thực nè. Đấy. Rồi, bây giờ ta sẽ hướng dẫn xong, bây giờ ta làm một cái demo. Đúng không ạ? À, trước khi demo thì ta sẽ nói tiếp một chút nữa về cái đối tượng. Thì khi các bạn làm á, các bạn sẽ không làm một đối tượng mà các bạn sẽ làm nhiều đối tượng, đúng không ạ? Nhiều đã nhiều thì ta phải có là mảng, mảng đối tượng. Cho nên là về nhà các bạn sẽ đọc học kỹ cái phần hàm, function và mảng. Và mảng ở trong cái bài mà cô khi nãy demo ôn tập cho cái lớp 01. Thực ra học rồi mà tại vì là không có thời gian nói kỹ, thành ra là cô ôn tập cho lớp. Thì các bạn về chịu khó các bạn coi lại kỹ cho cô ha. Nói thật với các bạn là cái JavaScript nó quan trọng lắm. Thành ra là các bạn nên học kỹ ha. Học kỹ.
Ok. Rồi, bây giờ đây là cái hướng dẫn thôi. Thì bây giờ ta sang mảng nào. Tôi tạo file khác, tại vì tôi không muốn xóa mấy cái này đi. New file. Object. Array. Ok. Ok, script. Ok. Chưa? Đấy, bây giờ ta truy xuất từng phần tử thì dễ ha. Bây giờ ta sẽ phải làm việc với mạng. Ta sẽ làm việc với mạng. Đây. Đây là đối tượng thôi, đối tượng. À, có một cách để truy xuất tới đối tượng nữa. Cái cách này nó mắc cười lắm. Tức là các bạn có thể truy xuất theo cái chỉ số. Nếu là mạng, con đối tượng thì có thể truy xuất thông qua tên của đối tượng. Đúng không ạ? Tên. Ví dụ đào, hoa đào thì màu hồng. Năm tôi có tên đối tượng, sau sau này tôi truy xuất tôi lấy đúng cái tên đối tượng đó. Đây, truy cập vào tên đối tượng. Đấy, có thể tạo đối tượng và đặt tên đối tượng luôn. Cái anh này thì thấy nó rất là lạ ha. Rất là lạ. Nghĩa là mỗi đối tượng nó sẽ có cái các bạn đặt cho nó một cái tên như mảng vậy. Và sau này các bạn có thể truy xuất được như các phần tử của mảng. Đúng không ạ? Đấy. Sau này các bạn truy xuất mấy cái này như là một cái phần tử của mạng. Ok. Có thể lập theo cái tên. Đúng không ạ? Lập theo cái tên. Đấy, lập theo cái tên. X lập theo cái tên. Nó tương tự như mạng vậy đó. Ok. Truy xuất từ phần tử. Nhưng mà nói chung làm thế này á thì các bạn sẽ rối. Sẽ rối, thành ra là tôi ít khi khuyến khích các bạn dùng cái này lắm. Tại vì nếu mà mảng thì khai báo mảng luôn đi cho dễ, hiểu không ạ? Nếu là mảng thì khai báo mảng luôn cho dễ. Đằng này là mỗi phần tử, mỗi mỗi cái tên của nó, đặt tên đối tượng cho nó xong, đúng không ạ? À, đặt tên cho đối tượng, nó sẽ truy xuất cái đám cái đối tượng này như là một mảng vậy đó. Như vậy nó sẽ làm khó các bạn, đúng không ạ? À, nói vậy chứ để hiểu không phải dễ đâu. Thành ra là cái cách này á là cô ít khi cô khuyến khích các bạn làm, tại vì nó sẽ bị mơ hồ ha. Ok rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn làm một cái demo, à một cái demo về mảng ở trong JavaScript. Mảng nhưng bây giờ mảng không phải là mảng từng phần tử mà sẽ là mảng các đối tượng ha. Đây, à ta sẽ làm viết chương trình tạo mảng sinh viên, à mảng các sinh viên, à mỗi sinh viên là một đối tượng. Đây, xẹt sao sao xẹt luôn đi ha, sao xẹt à. Mỗi sinh viên là một đối tượng gồm mã tên. À, điểm, à, điểm thì tôi cố tình ha, điểm thì tôi cho điểm là lý thuyết và điểm thực hành thôi. Điểm lý thuyết, điểm thực hành đó. Đấy, có bốn có ba cái đấy đối tượng rồi. Rồi, và viết chương trình, tức là các bạn xuất ra nhập gồm các chức năng, năng một nào là nhập danh sách sinh viên, hai là tính điểm trung bình, và ba là xếp loại. Đấy. Cái bài này thì các bạn sẽ áp dụng, có thể áp dụng để làm sau này các bạn làm gom, để các bạn làm cái bài là bài giỏ hàng á. Tại vì giỏ hàng thì mỗi cái sản phẩm trong giỏ hàng đó là một cái đối tượng, đúng không ạ? Cái bài giỏ hàng đây, đây cái bài giỏ hàng.
các bạn. Assignment có cái bài giỏ hàng. Đây. Thì mỗi cái giỏ hàng này nè, thì nó có đối tượng. Đây, mỗi cái hàng này là một đối tượng, nó gồm nè, sản phẩm gồm nè. Tên hàng này, giá nè. Đúng không? Rồi giỏ hàng thì nó thêm cái số lượng nè. Ok. Và thanh tiền thì nó tính bằng số lượng kiểu như vậy. Ta sẽ quản lý theo object. Đúng không? Thì bài này thì assignment như này thì bài nhớ là cái bài cô cho các bạn ấy là bài nó sẽ khó hơn một chút, tức là ta sẽ không làm theo cái table như này mà ta làm theo cái từng cái hình, đúng không? Cái bài làm thế nữa. Tôi nhớ là tôi cho cái bài làm thêm nó nằm ở đâu vậy? Đâu ở đây à? Spring à? Web không phải. Không phải cái này. Ok, cái bài vừa trước cô đăng lên cho các bạn đó. Đó, cái bài mà đăng lên group á. Đăng lên group á. Cái bài này thêm JavaScript nè. Đấy, thì cái bài này là bài trong đấy là mỗi cái mở ra ha, mở ra cô nói cho dễ ha, mở tài liệu đây. Đây mỗi sản phẩm ta là sẽ sắp xếp theo kiểu này chứ không phải theo cái bảng kia nữa. Đấy, và làm giỏ hàng thì giỏ hàng theo kiểu này, hiểu không? Đấy, giỏ hàng kiểu này chứ không phải là làm theo cái giỏ hàng kiểu như trong cái hướng dẫn này. Đấy, giỏ hàng nếu mà bạn nào mà không làm được theo cách kia thì các bạn sẽ làm cách này. Tức là khi các bạn mà làm đổi thì các bạn sẽ được cộng điểm ha, được cộng điểm. Ok. Đấy. Xong. Rồi, thì bây giờ cô để quay lại cái phần demo của mình ha. Đây, tắt đi, cô lại quay lại cái phần demo của mình. Tức là bây giờ đây. Đó. Nhập danh sách sinh viên, tính điểm trung bình, xếp loại. Và 4 là xuất danh sách sinh viên ra màn hình. Ok. Đề thì như vậy, thì cái cách kiến trúc là như này nè. Hướng giải quyết nào, hướng giải quyết nào, giải bài nè, hướng giải quyết ha. Đấy, thì một là các bạn sẽ tạo một cái class sinh viên, nó gồm nè mã tên điểm lý thuyết điểm thực hành, 4 thuộc tính thôi, đúng không ạ? Tính điểm trung bình. Một số bạn thì để tính điểm trung bình là thuộc tính luôn. Thì nói luôn các bạn là các bạn để như vậy là nó sai. Bởi vì điểm trung bình là nó là một cái phương thức các bạn tính sau khi đã có điểm lý thuyết và điểm thực hành. Và cái phương thức tính đó nó sẽ trả về cái điểm trung bình, chứ không có một cái thuộc tính là điểm trung bình. Nhiều bạn để cái thuộc tính điểm trung bình là sẽ sai, đúng không ạ? Đấy, tức là một là tạo class sinh viên. Ok. Đấy, và có 4 thuộc tính. Có 4 thuộc tính. Và có mấy phương thức. Phương thức thứ nhất là phương thức nhập. Các bạn có thể để trong hoặc để ngoài. Tính điểm trung bình thì chắc chắn là phải để trong. Và xếp loại để trong luôn. Đúng không ạ? Và xuất ra danh sách sinh viên ra thì có thể để ngoài hoặc để trong. Nhưng sau này cô sẽ khuyến khích các bạn là để trong. Đúng không ạ? Thì cái này là nó gồm 2 hoặc 4 phương thức. Phương thức. Đấy. Đấy, 2 là chạy chương trình, là tạo mảng. Tạo mảng gồm N sinh viên. Và N thì được nhập từ bàn phím. Từ bàn phím hoặc là được gán. Hoặc là gán vào đấy, hoặc là cái mảng
N sinh viên này các bạn để nó linh động, có nghĩa là muốn nhập bao nhiêu thì nhập, không nhất thiết phải là phải gán ngay từ đầu, ok đấy. Và ba tức là nhập dữ liệu cho mảng N sinh viên và xuất thông tin ra màn hình. Ok, đấy, thấy chưa? Đó là cái hướng giải quyết của bài này. Đấy, cô sẽ làm demo chút xíu. Đây, cô sẽ demo như sau. Đầu tiên là tôi sẽ tạo mảng. Mảng thì có mấy cách tạo là cô đã nói các bạn rồi đúng không? Đây, có mấy cách tạo như này. Cô tạo theo cách mới được không? Đây, có cách mới là class sinh viên. Ok. Đấy, ta có constructor đối số, ta sẽ gồm là mã tên, lý thuyết, thực hành. Đít chấm tên bằng tên, đít chấm mã trước ha, cái nào trước viết trước, cái nào sau viết sau để các bạn đỡ lẫn lộn. Mã bằng mã, đít chấm lý thuyết gạn bằng lý thuyết, đít chấm thực hành sẽ bằng thực hành. Ok rồi, hàm dựng. Cái này được gọi là hàm dựng. Ok rồi, rồi bây giờ các bạn viết cái hàm nhá. Nhập nhập nào. Cô sẽ để cái hàm nhập ngoài và cô để cái hàm xuất ngoài, sau đấy cô sẽ đưa vào sau trong. Ta sẽ cái hàm tính điểm trung bình, ta có là đít chấm tính điểm trung bình sẽ gán bằng function. Return return bỏ cái div này đi ha, return cái gì ạ? Div chấm mã, div chấm lý thuyết, lý thuyết còn div chấm thực hành chia hai. Ok. Cái chia hai này mà các bạn muốn lấy cái phần thập phân thì các bạn sẽ nhân cho 1.0 để nó biến cái này thành cái thập phân, không thì nó chia lấy phần nguyên đúng không ạ? Tính xếp loại, xếp loại thì xếp loại cũng bằng cái function, cô viết kiểu khác đấy, nửa nạc nửa mỡ cho vui ha. Ta sẽ có là if nếu là tính trung bình, tính điểm trung bình này kết quả nó trả về là lớn hơn hoặc bằng 8, tôi sẽ return. Cái này return là xếp loại giỏi đúng không? If tính điểm trung bình này mà, tại vì cái tính điểm trung bình này này thì là nó trả về giá trị mà, thì tôi so sánh cái giá trị này, tôi lấy luôn cái hàm tính điểm trung bình này, tôi tính xuống dưới này return khác. If tính điểm trung bình này mà lớn hơn hoặc 5 thì return trung bình
Còn ngược lại thì return yếu kém. Rồi cô sẽ giải thích cái dòng code này như sau. Đây, đúng ra với cái bài toán trung bình này nè, các bạn hay làm cái cách làm là if else if, đúng không? If else if. Nhưng cô lợi dụng cái bài cái câu lệnh return để cô làm cho nó dễ hơn, ngắn hơn. Tức là thay vì if else if else if, đúng không? Nếu như điểm trung bình của cô rơi vào lớn bằng 8, nó rơi vào cái if này, nó return giỏi luôn và nó ra thoát khỏi hàm luôn. Nó sẽ không có cơ hội rơi xuống những cái này. Nếu lớn hơn 7. Sai sai sai. Sai sai đây, sai đây, sai đây. Chính xác sai đây, xin lỗi cả lớp. Đây. Nếu nó là lớn hơn 7 thì có thể nó cũng lớn bằng 8 đúng không? Nếu lớn hơn bằng 8 thì rơi vào đây rồi. Vậy thì nếu nó lớn hơn bằng 7, chắc chắn nó sẽ không lớn bằng 8 nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu lớn bằng 8 nó rơi vào đây mất tiêu rồi. Thì nó lớn bằng 7 mà không lớn bằng 8 thì nó rơi vào khá. Tương tự với lớn bằng 5. Còn ngược lại, không lớn bằng 5 thì nó sẽ trả về yếu kém. Vậy cái hàm này của chúng ta là tối ưu hòa. Tối ưu hòa. Ok, đúng rồi đó. Tại vì nếu nó lớn bằng 7 thì cũng có khả năng lớn bằng 8 đúng không? Nhưng nếu nó lớn bằng 8 thì nó rơi vào đây. Nó rơi vào đây mất tiêu rồi. Cho nên khi nếu nó rơi vào đây thì nó sẽ không có khả năng rơi vào cái trên nữa. Được không? Đấy. Nó lớn bằng 7 thì nó rơi vào đây thì đương nhiên nó phải nhỏ hơn 8. Nó rơi vào đây nó return khá mất tiêu rồi. Đúng không? Thì nó không rơi xuống dưới. Ok. Hiểu 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 cái đoạn code này không? Rồi quay lại chút, có ai ngủ chưa? Ai da. Ok, vẫn 29 bàn. Có ai ngủ không? Danh võ vẫn chiếu cái trần nhà. Ông này ngủ hay không ngủ không biết được luôn. Đề nghị la lớn coi. Vậy vậy vậy. Ok. Công báo vẫn thức. Ok, rồi 28 ai rớt ra ngoài rồi? Ai. Có ai cần điểm danh nói nha. Rồi, đi xem, vẫn xem. Ok. Phi Long. Rồi. Vẫn còn thức. Ai thắc mắc gì hỏi liền nha. Rồi, cô viết xong. Cô viết xong một cái class sinh viên. Một cái constructor. Hai cái phương thức. Ok. Hai cái phương thức. Rồi. Bây giờ cô sẽ tạo mảng. Đúng không? Đây. Tạo mảng thì có nhiều cách tạo lắm, vui lắm. Các bạn coi cái kia các bạn biết đúng không? Cô tạo mảng đơn giản thôi. Tạo mảng thì có đây, như thế này là mảng các bạn ạ. Và array gắn bằng mốc vuông là mảng. Ok. Rồi mỗi phần tử của mảng tôi gắn bằng một object và chịu luôn. Hoặc là các bạn sẽ là hoặc là var array gắn bằng new array. Ví dụ như tôi cho 5 phần tử. Đó, nó cũng chịu luôn. Và mỗi phần tử của nó sẽ là một cái object cũng chịu luôn. Ok. Rồi, tôi sẽ nhập giá trị cho mảng này các bạn nào. Tôi cho 3 phần tử cho nó chạy khỏi mất công nha. Đấy, 322 thôi, 22 phần tử chạy đỡ mất công. Ok. Ta dùng vòng lặp để ta nhập for let y gắn bằng 0.
y nhỏ hơn array chấm len, được chưa? Y cộng cộng, tôi nhập từng phần tử cho mạng, mỗi phần tử là một object, tôi sẽ khai báo object array y sẽ gán bằng new, mỗi phần tử của nó là một object sinh viên, hay không? Đó. À, chưa? Ta phải chuyển đổi số vào, ta phải có con vector mà. À, bây giờ đổi số ở đâu ra? Đổi số tôi sẽ gán như sau. À, tôi sẽ đổi số, tôi nhập trước, tôi sẽ nhập trước. Nói thật các bạn, ngồi xong bây giờ tôi ngồi xong tôi vèo hết cả xương sườn rồi các bạn. Trời ơi. Hôm qua cô ngồi 8 tiếng 4 lớp mà sau đó là bị sao vèo cái vai, nó đau vai gáy, trời nó đau dã man, nó đau nhức luôn á. Cho nên là bây giờ mới tắt cái camera để cô vặn vèo xíu rồi. Tôi nhập trước, tôi có bốn cái đồi số, tôi nhập mã tên, điểm lý thuyết, điểm thực hành. Ok, tôi sẽ nhập nha. Và và đi ha, mã gắn bằng prompt mã và tên gắn bằng prompt, chưa, nhập tên và lý thuyết sẽ gắn bằng prompt, nhập lý thuyết và thực hành sẽ gắn bằng prompt để nhập thực hành. Ây da, nhầm. Ok, sau đó tôi truyền đi vào mã tên lý thuyết thực hành. Ok, xong đấy, được hai cái tôi nhập từ ngoài vào, đúng không? Tôi nhập từ ngoài vào, được chưa? Ok, tôi gán vào đây, được chưa? Rồi bây giờ tôi xuất ra nào. Đây, tôi xuất ra màn hình nha. For let y gắn bằng 0, y nhỏ hơn array chấm len y cộng cộng. Ok, khi tôi xuất thì tôi không có cái này nữa mà tôi xuất ra ngoài luôn. Tôi xuất ra ngoài nha, tôi có cái sinh viên document chấm write. Ok, sinh viên đấy, sinh viên thứ y, à y, y bây giờ là tôi cộng cho cái y cộng 1 ha, y cộng 1 cộng đấy, giờ hai chấm. Ok, xuống dòng một cái, được chưa? Br xuống dòng đó, sinh viên thứ y. Rồi bây giờ tôi sẽ xuất nào. Array document chấm write. Ok, à là cái này ta sẽ có là mã sinh viên, mã cộng với array y chấm, à ta có mã chưa, cộng với xuống dòng nhá, br. Đó. Xuất nào, rồi tôi copy anh này đi xuống mã nè, tên nè, cái gì ạ, lý thuyết nè, thực hành nè, điểm trung bình nè, xếp loại nè. Ok, format nó cái nhìn cho nó đẹp, format continue. Bây giờ nó chịu. Ok, format format. Ok, rồi bây giờ ta thay nha. Mã là tên, cái này sẽ là tên. Rồi cái này là
cái hai chấm nó lọt ra ngoài mất tiêu rồi. Đấy, cái này là điểm lý thuyết, điểm thực hành, cái này là trung bình, cái này là xếp loại, được chưa? Cái này là lý thuyết, thực hành, cái này là tính điểm. Các bạn coi trên này này, nó là tính điểm trung bình, tính điểm trung bình, cái này phải có dấu mốc tròn ha, và xếp loại cũng phải có dấu mốc tròn. Ok, được chưa? Bây giờ cô chạy thử nha, run cái này, object array Firefox đi ha. Đúng cái này. Ok, nhập nè. À, tên mã là con nhập là PS 0001, tên là công báo. Ok, rồi điểm làm việc 7 8 ví dụ thôi nha. Rồi bạn thứ hai, cái này tại vì là cô khi nãy không có nhắc cho nên các bạn nhìn sẽ khó ha. Nhập người thứ hai, thế là PS 0002 được không? Ví dụ như là Đình Hưng đó, ví dụ như là 8 9. Ok, khoan, sinh viên thứ nhất, mã đúng rồi, lý thuyết trung bình 39. Khoan, cái xếp loại của cô, ủa tôi chưa ép kiểu cho nên khi nó chia hai nó hơn 7 cộng 8 là mấy, 7 8 chia là 39. Rồi nó sai chỗ nào này các bạn nhìn nhá. Khoan, array y, array bằng new 2 chấm len, đúng rồi. Tại sao đến đây nó lại không chạy nữa, nó lỗi cái gì, nó lỗi cái gì các bạn, ta coi nhá, nó lỗi ở đâu này. F12 cày. BR Element Console coi. Encoding Must be declared. Tính điểm trung bình is not defined. Xếp loại. À, ok, trong xếp loại nó bị lỗi ha. Đây, đây nó bị lỗi chỗ này các bạn nè, nhìn nè, chỗ lỗi chỗ này nè. Đây tôi sẽ có là tít chấm tính trung bình, tít tít lớn 5. À, ok, được chưa? Trở lại hí. Đây, UPS 001 công báo, giờ 8 9 PS 002 thành đô ha, 7 8 trái chưa? Đấy, trái chưa các bạn? Ok. Rồi,
nó sẽ ra là mã là tên là đấy, trung bình là cái này thì do tính tổng ha, tính tổng thì các bạn phải ép kiểu thành number, ép kiểu thành number. Đây function là cái này các bạn phải ép kiểu là number, và các bạn ép sang kiểu số thực thì có để là pass float. Đây pass float ép sang kiểu số thực để các bạn tính cho nó tính số thực là nó số lẻ hoặc nhân như cái nãy của cô cũng được nhá, cách nào cũng ok hết ha. Đó thì nó sẽ hết lỗi ha. Đấy, giờ các bạn để là 0001 công bao hay là 7 hay là 8 0002 Thanh Hoa 8 9. Ô rồi tôi enter cái nữa nó mất tiêu rồi. Đấy ô cô nhập lộn thôi kệ nó đi. Đấy nó lộn cô nhập nhầm rồi. Đó thấy chưa, các bạn nhập ok chưa, thì nó sẽ là mảng hai phân tử à. Đây đó là truy xuất mảng, ok được chưa. Đây object nha, đấy cô vừa tạo là class nè, nó gồm là thuộc tính nè, hai phương thức nè, rồi buổi sau ta sẽ hướng dẫn tiếp. Tức là đẩy cái phương thức này, xuất này nó rườm ra quá, tôi đẩy nó thành vào đây, tôi đẩy vào đây nó sẽ viết nhanh hơn ha. Ok đẩy hết vào phương thức nó sẽ nhanh hơn. Ok được chưa. Rồi ok cô, em có gửi tin nhắn cho luôn á, cô coi em có bị lỗi gì không? bị lỗi gì hả, sao không hỏi. Ô cái này á, cái này của em mã undefined, điểm undefined cái gì ta, toàn undefined vậy. Xếp loại cái này giống như kiểu là em đang viết bằng, em viết bằng chuỗi hả, sao nó ra hết ra ngoài rồi. À em viết giống cô nhưng mà đôi cứ mình chấm roi của em. Ơi gửi file đi, gửi file cho dễ. Ok cô kết bạn rồi đó, accept đi. Em gửi file đi cho dễ. Rồi. Đây. Lưu về máy. Desktop, desktop ha. Ok. Cô nhìn sơ thì cô thấy là giống y như cái của cô. Hay ta không cùng ghi bao nhiêu và nó ghi bấy nhiêu hay ghê này dữ vậy. Rồi nhập à, vẫn nhập mã 001, nhập tên rồi điểm, nhập mã 002 hoa. Wow. Rồi, ok. Ha. Mã không lấy được, lý thuyết không lấy được, cái này không lấy được. Điểm trung bình thì nó xuất ra một cái function. Nghĩa là hiện tại nó xuất ra một cái chuỗi. Đúng không? Đây. Function return. Dit. Ok. Thầy đang đúng nha. Rồi. Em cũng tìm tìm nãy giờ không ra. Đây em thiếu cái này nè em. Ủa? Điểm lý thuyết em viết sinh viên. À em chưa truyền vào nè em.
Em phải truyền vào mã nè, tên nè, điểm lý thuyết vào đây, điểm thực hành vào đây. Đó là lỗi thứ nhất, được chưa? Lỗi thứ hai, tính điểm trung bình em phải để ra mốc tròn, tính xếp loại em phải để mốc tròn nó mới ra, ok chưa? Xong rồi đấy, xong rồi đấy, ok, chạy thử hết lỗi đảm bảo. Mã 001 báo 067 002 hoa 78. Đã chưa? Kiểm lỗi được chưa? Đấy, phải đưa ra nhìn rõ. Các bạn mà để sâu lên vậy nó hoa mắt, kiểm ra, ok chưa? Xong nha. Cái thứ hai là cái gì cô? Nãy thầy em sửa cái đầu, cô nói lại cô, lỗi cái thứ hai là cái ngoặc nào cô? Ngoặc của cái hàm tính trung bình nè và hàm xếp loại phải để dấu mốc tròn, em quên để dấu mốc tròn, ok chưa? Dạ, để em test lại. Ừ, xong nha. Rồi, bài về nhà nè, assignment nha, về nhà làm lab là assignment nè. Thì các bạn theo dõi assignment giống như ở trong cái clip của cái xem clip của lớp, xem clip lớp assignment nha, của lớp WD 15201 ha. Cô nói rất rõ rồi, hạn là ngày 13 tháng 1, tháng 2 là các bạn chốt lại lần 1, chốt assignment 1 nha. Nhiều bạn làm xong hết rồi đó, nhưng cô vẫn mở rộng cho các bạn ha. Là buổi sau á cô? Đúng rồi. Assignment 1 thì các bạn cứ coi đấy, ở trong kia là nó rõ ha. Nhớ coi lại clip ha, clip đấy rất là quan trọng. Nộp gồm những gì cô? Nộp giai đoạn 1 thì y như ở trong cái hướng dẫn assignment á. Thì nó gồm là cái slideshow, validation, slideshow, cái giỏ hàng thật ra cũng có thể nộp được rồi. Nhưng mà chưa làm thì thôi, có 3 bài á, nộp 1 bài thôi, 2 bài. Không xa xa được nha Phán, bởi vì là giai đoạn 1 là chốt từ lâu rồi đó. Cho nên các bạn làm 1 bài là cũng có thể nộp được giai đoạn 1 rồi, ok. Rồi tiếp nè. À, về nhà đọc cái này cho cô. Cô đã cho làm lại bài assignment, là làm lại bài demo khi nãy nha. Khi nãy là các bạn có bản báo là làm xong rồi đó. Về nhà đọc lại bài, đọc thêm bài này. Buổi sau ta sẽ thảo luận ha. Tại vì cái bài này á là nó có sẵn, cho nên là đọc, các bạn đọc cho cô ha. Bom là viết tắt của browser object model, có nghĩa là các cái object đối tượng ở trên browser. Thì nó sẽ có các cái loại như sau. Cái gốc của nó, cái lớn nhất là cái window. À, như cái alert các bạn á, thông thường đáng lẽ ta sẽ viết là window.alert. Như cái alert này nè, các bạn hãy dùng á, alert. Thì ta hay có là, đúng ra là phải viết là window.alert mới đúng. À, nhưng mà tại vì nó, ta bỏ qua chữ window thôi, ta viết alert thôi. Alert là một cái phương thức của cái window, alert. Hay là document. Buổi tới là chúng ta sẽ nói về cái DOM, đó là Document Object Model. Cái này là Browser Object Model. Còn buổi tới nữa là ta sẽ nói đến cái Document Object Model. Cái này cũng rất là hay và quan trọng, cho nên là cô sẽ nói kỹ. Còn những cái đối tượng khác, Frame, History, Location, Navigator, Screen, các bạn đọc các cái hướng dẫn, các bạn coi ở trên mạng, coi ở trong cái WBAS School, các bạn làm các cái demo và buổi hôm sau ta thảo luận ha. Tại vì là những cái này có một số cái quan trọng, còn một số cái thì không được quan trọng lắm. Và lưu ý cái screen có mấy cái để lấy kích thước bề ngang và bề dọc của màn hình á, thì cái đấy các bạn cũng coi để ta có thể lấy được chiều ngang và chiều dọc của màn hình, ok. Đấy, cái history này thực ra cũng không có dùng mấy, nhưng mà đọc ta thảo luận ha. Frame, location, navigator, vân vân. Thì ta chú trọng nhất là vào cái DOM, document này này.
Đấy, thì ta sẽ có một buổi học về cái này, nhưng mà các bạn cũng xem trước đi. Đấy, cô nhắc lại lần nữa nha, cái JavaScript là ngôn ngữ rất là quan trọng, cho nên các bạn làm ơn học nghiêm túc cho cô. Có lời cho các bạn chứ không có hại nha, có lời vô cùng luôn. Cho nên những cái nào cô nhắc các bạn học, chịu khó học, và có một cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn nữa, đó là ta có thể học web nhưng có thể làm được ứng dụng mobile, mobile. Ok? Đó, hay không? Và mình làm được ứng dụng mobile thì mình đánh được cái sân của một đứa khác, không cần học mình lại đánh được sân của đứa khác. Thì quá hay rồi. Đó. Còn mà việc sau này các bạn học ok rồi, bạn nào mà muốn mà tìm hiểu sang cái phần mobile á, thì một là các bạn tự nghiên cứu, hai là chúng ta thảo luận, ba là chúng ta sẽ hỏi cô, hay là chúng ta sẽ làm các cái group để chúng ta chiến đấu thôi à, chỉ cần các bạn thích học thôi. Còn mà việc muốn học bao nhiêu là đáp ứng hết ha. Có những cái cô có thể chưa biết, cô sẽ có thể học chung với các bạn, đồng ý không? Đấy, chưa biết thì có thể học chung chuyện nhỏ, không có vấn đề gì hết, đồng ý chưa? Ok, có ai có bất kỳ một câu hỏi nào nữa không? Alo alo alo. Ok. Đấy, giống như bản báo làm xong mà lỗi hỏi ngay. Đấy, hỏi mà khi bản báo hỏi trên này là những bạn khác có thể nhìn thấy luôn không? Đấy, như võ đăng trường là bạn đã thấy bị lỗi luôn. Bị lỗi rồi ngoặc luôn, thấy không? Rất là dễ. Đúng không ạ? Đấy. Thì đó là cách học. Ok. Có ai có bất kỳ câu hỏi nào nữa không? Ai thiếu điểm danh nữa không? Question? Do you have any question? No. Nothing. Ok. Rồi, vậy bây giờ có thể nghỉ rồi. Có thể nghỉ. Nghỉ rồi ha. Ok, out được chưa? Rồi, trời ơi, Ok cô ơi. mấy ông này, mấy ông ra ngoài, mấy ông thèm chào tôi gì hết trơn. Bye Bye bye. cô. Bye bye. Bye Bye bye. Rồi, nghe giọng nữ nè. Bye cô Chào nghe. cô. Bye Chào bye. cô. Bye Bye cô, hẹn gặp Ôi, vẫn phải. lại. Mấy cái này tới giờ nghỉ cái nó sung ghê À. ta. Mỹ bay Mỹ hành bay hữu danh, bye 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 bye, Sao cô chào sao chào. sao cô không bay em sao cô không bay em Bay đâu, bay hết rồi, giỏi đâu. câu Chào cho 13 cô người đang em xem nha, chào 13 người đang xem nha, chào các các bạn like and share cho mình nhá. bay hữu danh nha, bay Mỹ hành nha, bay Long nha, bay Long nha, bay Kha nha, bay bạn nào đang nói nha. Em đợi đang đợi cô bay mà không thấy cô Ai bay. tù hả? Minh Mẫn kìa, Minh Mẫn à, bay trời Minh ơi Mẫn, bay công báo, em chỉ buồn bay danh buồn võ, buồn quá đi. hữu danh. Ông nào đang nói vậy? Em mà cố Em là ai? em mẫn đấy, trời ơi Ê, ông mà không đọc chịu, ông không chịu ra là tôi kích ông ra nè. Ông ngồi đó mà bay. Bay Minh Mẫn. Bye Facebook. bye. Rồi, bye hết các bạn nha. Đây, ông nào trong này tôi bao hết nè. Danh võ chắc người ngủ rồi, không thấy ông ra gì hết trơn. Rồi, Thanh Trung bye bye, Văn Công, Trần Quân bye bye, Danh bye bye. Cái gì ông này, ông nói gì trời? Ngồi coi mấy mấy cặp đi chơi hả, cái gì vậy? Ok, bye các bạn. Rồi, cô tắt nha, bye nha. Ôi. Don't save. Nghỉ, phé. Ơi, mệt quá. Ơi ơi, cái gì mà anh em ồn ào dữ vậy?
đọc nhanh hả? Ôi da. Ôi, mày mệt quá mới rồi. Tí nữa mày đừng nghỉ. Đến 3 giờ. Ủa cái bịch cá đâu rồi? Ủa Con biết nãy có kiếm được cá không thấy. ngoài cái kia đâu rồi? Tạm để ngoài kia đâu rồi?
Không. Nhắn đi được mà. Hả? Qua thằng đi làm đi cứ được. đơn đi đừng nhớ nhắc mày 1 giờ nha. Không, cũng không lâu vậy đâu. 12 giờ em 2 giờ rồi. 15 đi. Mới này này cho mày cục đá đây cái. À đây này. Thực hiện phòng chống dịch và cập nhật tình hình sức khỏe của các gia đình trong khu vực ổ dịch, nhất là tại địa bàn xã Lô Sơn.
3.098 ca dương tính với nCoV, với 1.018 ca tử vong, trong đó một trường hợp tại đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc và một trường hợp tại Philippines, còn lại đều ở Trung Quốc đại lục. Đáng chú ý là ngày hôm nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận 108 ca tử vong mới, mức cao nhất trong một ngày trên khắp cả nước. Tuy nhiên, cũng đã có những dấu hiệu tích cực khi mà số ca nhiễm mới trong ngày đã giảm đáng kể. Gần 4.000 người nhiễm bệnh đã hồi phục và ra viện. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã đi thị sát công tác phòng chống và kiểm soát bệnh dịch bệnh tại thủ đô Bắc Kinh. Tại đây, ông Tập Cận Bình đã khẳng định quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thị sát để kiểm tra công tác phòng chống dịch cũng như hoạt động cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân. Ông Tập Cận Bình cũng đã có cuộc nói chuyện với cư dân địa phương về các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sự tự tin là cần thiết để chiến thắng trong cuộc chiến chống virus corona. Chúng ta phải tự tin, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được dịch bệnh này. Trong lúc này, tiếp tục xuất hiện những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa cho biết, tỷ lệ bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus corona khỏi bệnh hoàn toàn đã tăng từ mức 1,3% của ngày 27 tháng 1 lên 8,2%. Tổng cộng 632 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện trong ngày hôm qua, trong đó có 356 ca ở Hồng Kông. Trong khi đó, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về các trường hợp lây nhiễm chủng mới của virus corona tại Pháp và Anh, những người chưa từng đặt chân đến Trung Quốc và coi đây là nguy cơ rất đáng lưu tâm. Tổng giám đốc của WHO cho biết là Liên châu Âu chỉ có vài trường hợp nhiễm nCoV, nhưng dịch bệnh có thể lan rộng nếu không có các biện pháp tích cực ngay từ bây giờ. Ông kêu gọi các nước châu Âu phối hợp kiểm soát để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tính đến ngày 10 tháng 2, tại Anh đã có 8 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Trong đó có một doanh nhân Anh đã bị nhiễm khi mà dự hội nghị tại Singapore hồi cuối tháng 1. Người này được cho là đã lây virus cho 4 người khác và 2 nhân viên y tế tại một phòng khám đa khoa ở thành phố Brighton của Anh. Lúc này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm loại vaccine phòng chủng mới của virus corona trên động vật. Vaccine được thử nghiệm mang tên là mRNA. Các mẫu vaccine này đã được tiêm vào hơn 100 con chuột trong ngày 19 tháng 2 vừa qua. Theo giới chức của Trung Quốc, việc thử nghiệm trên động vật vẫn đang ở giai đoạn đầu và vẫn còn nhiều phân đoạn phải nghiên cứu thử nghiệm trước khi sẵn sàng sử dụng cho con người. Hiện đã có những thông tin mới về đường lây sang thế hệ F3, tức là người lây virus từ người bị lây thứ phát trước đó, cho thấy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng gia tăng. Vì vậy mà việc phân tuyến điều trị, tránh lây nhiễm chéo là đặc biệt quan trọng. Bộ Y tế đã có những quy định cụ thể về vấn đề này. Khu vực phía Nam chuyển về ba khu vực lớn, khu vực Lương đấy. Hiện nay ở phía Bắc là toàn bộ là ra cho bệnh viện của tới. Với giá bán là 7.000 đồng mỗi chiếc để có thể cung
khe để tạo ra những nguyên liệu trong nước đạt tiêu chuẩn Nhật Bản về kháng khuẩn mà doanh nghiệp này áp dụng. Không chỉ phục vụ cho nền xuất khẩu mà giờ những nguyên liệu này cũng được dùng để sản xuất khẩu trang phòng dịch. Yeah.